Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với video của Phúc Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta đi tham gia vào một cái kèo stake cyber Và hiện tại thì cái tổng giải thưởng cyber đang là một triệu đồng cyber Đó, và cái APY tức là cái phần thưởng khi mà chúng ta gửi cyber ở trên cái trang này Đó là 520% một năm Và hiện tại thì chúng ta sẽ nhận được những cái đồng airdrop Đó chính là nhận được airdrop của cyber và kèm theo nữa đó là Airdrop của Polyhera nhé Hiện tại thì cái kèo Polyhera này Đang được phát Airdrop miễn phí Ở trên cái trang Cyberstack này Đấy Và chúng ta sẽ nhận được cái đồng ZK Token Đó Và ZK Token này chính là cái đồng Của Polyhera Ở đây thì bạn sẽ nhận được miễn phí Khi mà chúng ta Staking cái đồng Cyber này Trên cái trang Stake Cyber nhé Đó ok Và ở đây thì chúng ta sẽ Cần phải đi kết nối cái ví của các bạn vào đây Hiện tại thì mình đã kết nối cái ví Metamask của mình vào cái trang CyberConnect này rồi Đó, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta đi gửi lãi cái đồng Cyber này Nhận một cái mức lãi suất là 520% một năm Ở đây thì các bạn có thể chọn cho mình vào cái phần đó là Stake Cyber Now Ok, ở cái phần này thì các bạn cứ liên kết một cái địa chỉ ví Metamask và liên kết cái tài khoản X của mình vào đây là được nhé Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho mình cái đồng cyber Hiện tại thì mình đã có là khoảng hơn 10 cái đồng cyber này Ở trên cái phí Metamask mạng Optimism Các bạn cũng có thể chuẩn bị cyber ở những cái mạng khác Như là mạng BNB Smart Chain hay là mạng Ethereum Theo lời khuyên của mình thì các bạn nên chuẩn bị cho mình Ở hai cái mạng này thôi nhé Mạng OP hoặc là mạng BSC Đấy, thì nó sẽ có những cái mức phí rẻ thôi Ở đây thì mình sẽ lựa chọn gửi lãi bằng cái mạng OB Ok, tại đây thì mình sẽ chọn mắc Mình sẽ gửi hết cái đồng cyber này thôi Ở đây thì các bạn lưu ý rằng Khi mà các bạn có trên 10 đồng cyber Thì các bạn sẽ được mở khóa cái referral code Có nghĩa là cái mã giới thiệu nhé Nếu như mà các bạn gửi lãi dưới 10 đồng cyber Thì các bạn sẽ không được mở khóa cái phần mã giới thiệu này và bạn có thể kiếm được thêm 15% cái số điểm khi mà cái người bạn bè của các bạn mời vào đây và họ cũng gửi lãi đồng cyber thì bạn sẽ được nhận là 15%. Nếu như mà các bạn gửi lãi trên 10 đồng thì bạn sẽ được mở khóa cái phần mã giới thiệu nhé. Và để mà gửi lãi được trên Cyber Connect này thì các bạn sẽ cần phải có cái mã giới thiệu thì chúng ta gửi lãi nó sẽ dễ dàng hơn. Ok, ở đây thì mình sẽ chọn đó là Upru Cyber Ok, để mà có được cái đồng cyber ở trên cái mạng optimism ấy thì các bạn sẽ cần phải sử dụng sàn giao dịch và chúng ta sẽ rút tiền, chúng ta sẽ rút cyber từ sàn giao dịch về cái ví MetaMask này. Đấy, bạn có thể lưu ý rằng đó là chúng ta sẽ gửi bằng cái mạng optimism hoặc là mạng BSC nhé. Ở đây thì các bạn chọn tối đa cho mình, các bạn chọn tiếp theo. Đó, các bạn chọn chấp thuận Phí thì nó rất là rẻ thôi, hầu như là bằng không Và ở đây thì mình đã gửi lãi thành công rồi này Sau đó thì mình sẽ chọn là stake Ok, ở đây thì mình chọn là xác nhận Đó, vậy là mình đã gửi lãi thành công cái đồng cyber này của mình Tiếp theo thì ở đây mình sẽ có thể copy cái đường link giới thiệu này để mình có thể đi mời bạn bè tham gia vào CyberConnect Khi mà chúng ta gửi lãi tại đây thì các bạn sẽ được nhận lãi là hơn 520% một năm tiếp theo thì mình sẽ chọn là check in boss my point tức là xem cái điểm point của mình kiếm được rồi mình sẽ chọn là check in đấy ở đây thì chúng ta sẽ cần phải đi check in hàng ngày nhé ok tiếp theo nữa thì khi mà chúng ta gửi lãi ở trên cyber thì chúng ta cũng sẽ được nhận luôn cái đồng zk token và ở đây thì nó sẽ tiến hành snapshot tức là chụp nhanh cái số cyber của các bạn ở trên trang này và nó sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 3 nhé Nên là chúng ta nếu như mà chúng ta tham gia vào cái kèo gửi lãi đồng cyber này Thì các bạn sẽ cần phải gửi lãi thật là nhanh trước ngày 22 Bởi vì sau khi mà nó chụp nhanh rồi á Thì nó sẽ không thể nào mà phát thưởng cho các bạn được Nên là chúng ta cần phải thực hiện nhanh cái kèo này Nó sẽ phát hành airdrop vào ngày 25 tháng 3 Nó sẽ phân phát cái đồng ZK token này về ví của các bạn nhé Ok, để mà hiện thị cái đồng cyber ở trên ví Metamask thì Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn Ok, thì để mà hiển thị được cái đồng cyber này ở trên ví Metamask Thì chúng ta sẽ làm như thế nào Các bạn sẽ truy cập cho mình vào cái trang đó là CoinMarketCap tại đây Đó, và các bạn sẽ đi tìm kiếm cho mình cái đồng cyber nhé Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình ô tìm kiếm này Các bạn sẽ đi tìm cho mình cái đồng đó là cyber Và nó chính là cái đồng cyber connect Đấy, khi mà các bạn chọn vào đây Thì nó sẽ hiển thị ra được cái đồng cyber tại đây và tiếp theo thì mọi người sẽ di chuột cho mình vào ô xem thêm Thì lúc nãy mình có chia sẻ đó là các bạn sẽ gửi lãi cho mình thông qua hai mạng Thứ nhất đó là mạng BNB Smart Chain và cái mạng Optimism Thì trong cái video này Phúc hướng dẫn cho các bạn đó là mạng Optimism Thì các bạn sẽ chọn cho mình vào ô đó là thêm vào Metamask Còn bạn nào mà chúng ta gửi lãi thông qua mạng BSC Thì chúng ta sẽ chọn cho mình vào cái phần BNB Smart Chain nhé Các bạn chọn là thêm vào Metamask nhé đó thì cái đồng cyber của các bạn ấy nó sẽ hiển thị trong cái ví metamask. Ok, ở đây thì mình đang sử dụng đó là cái mạng optimism nên là cái đồng cyber của mình ấy mình sẽ chọn đó chính là optimism ở bên dưới nhá. Đấy, khi mà chúng ta chọn vào đây thì nó sẽ hiển thị ngay ở cái mục này và ở cái sàn giao dịch khi mà chúng ta rút về ấy, thì chúng ta cũng phải rút đúng mạng thì nó mới hiển thị cái đồng coin của các bạn ở trên cái mạng nhé Rồi, vậy là trong video ngày hôm nay thì Phúc đã hướng dẫn cho các bạn chúng ta đi stake cyber nhận một cái mức lãi suất APY là trên 500% một năm và cái pool thưởng nó là một triệu tốc cần thôi đấy hiện tại thì đã có là 900.000 đồng cyber stake thành công rồi và hiện tại thì nó sẽ bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 6 tức là cái chương trình này nó diễn ra trong vòng 3 tháng nhé Đấy, nó diễn ra trong vòng 3 tháng và 3 tháng sau thì chúng ta sẽ lên lại cái trang Cyber Connect này để chúng ta unlock cái đồng cyber mà chúng ta đã gửi vào đây. Ok, trong video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho các bạn chúng ta đi tham gia vào chương trình Airdrop Stake Cyber hưởng lãi là 500%. Và mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.